Chào các bạn. Chuyện là mình quyết định quay cái này sớm vì cái nhiệm vụ này ngày mai là kết thúc và may tuần sau không có gì đáng kể. Chỉ có banner Moco với pre-event này. Nên mình sẽ hoàn thành nốt cái này kiếm skin Yomu. Rồi mai bắt đầu làm nhiệm vụ kiếm skin Resin. Chương 1 tập 3 có 5 phần. Và nên chắc chắn là sẽ mất thời gian. Là như mình em nói, may tuần sau không có gì. Lại nớ quả lắc hôm qua. Bài này nghe mãi vẫn thế lạ. Giới thiệu à. Nó ngắn hơn mình tưởng. Ê, tiếp tục ấy. Kiểu gì ấy. Anh bậy. Tại sao mê linh level 6 kìa. Mình không biết đang làm gì nữa. Team 3 thì mình chưa động vào ai cả. Ngoại trừ mê linh à. Chắc do cái Iran. Cái ô tô này nè. Hình nó hơi nhanh quá. Hay vừa phải này. Để auto mình đỡ phải ấn.
tốc độ bấm bình thường của mình thì đúng là hơi chậm. Mừng thế này con nhanh quá rồi. Cái này khác gì bình thường đâu. Ôi tập này dài nên cứ thử nghiệm này nào. Nhanh quá thì tập sau chuyển về cũ. Giờ mới đi ngủ ấy. Oh. Vẫn phải bấm. Hú. À, xin lỗi. Thank you.
trip. Yay. What the? Wow, để trên màn hình to thì mấy cái bóng này nhìn rõ hơn. Thank you.
Nope. Im wie man sich sagt. Ei. Sakuya mình nằm hết rồi vậy. Luna chưa. Mỗi tập nữa xong một người đã hứa. À, cái này trước. Cả xin luôn đi. Oh, con này yếu với đất. Câu vừa rồi y hệt Luna. Đêm. Này. Phải. Lần sau mình show nốt. Show hết rồi. Đi xe chậm. Quên mất cả xem mới level 1. Yay. Cái đít. Ok. Full 3 sao. Oh. Lần này đã show nốt cả xem rồi. Là sau kiện đâu cả.
Thật luôn. Này phải cẩn thận rồi. Trước tiên mình sẽ show nốt cái này. Cả xem với cả xem. Và đây có kiên là xong. What the? Cái gì? Thôi tí chắc mình sẽ tìm cách coi chậm hơn. Đấy, chưa đi xong. Toàn quên giảm tốc độ. Oh yeah, giờ ta phải đi mở cái này. Dùng thì dùng. Nâng ai trước bây giờ nè. Tất nhiên là đúng rồi, phải dùng. Wow, không tồi này. Ờ giờ bạn không nên dùng hai loại này để nâng cấp skill nữa, vì sau này sẽ cần dùng đến nó để nâng cấp nhân vật đấy. Mấy cái X này thì sao mà dùng. Loại một này cũng dùng được bởi vì nó nhiều vãi thôi. Mấy cái này kiếm trong event thôi. Nhưng cũng đủ tao hồ dùng rồi. Yeah, 150, let's go. Yeah, với đầu game thì Rainbow cũng tốt. Số lượng skill đỏ với xanh nhiều hơn vàng rồi. Thế nên càng về sau tài nguyên lại càng mất cân bằng. Fuck, oh no. Oh, cái này cũng xong rồi. Chấm. Tất cả rồi era. Bao giờ mở được 3 lần này. Ooh.
Nó tự tính level cao nhất. Hiểu rồi. Why? Vậy ta tiếp tục luôn. Ok. Đấy mới phần 4. Thế thì phần 5 đấu với anh. Uff, nành vậy. Sao nành ấy. Ôi. Không khéo lần sau phải tự bấm. Nghiện này. Hẳn rồi. Ồ, chỗ đấy nên dịch là gì? Có thật. À, tất nhiên Okina vẫn chưa chơi được. Ồ, phải rồi. Mình quên tội nhân vật rồi. Thôi thì... mình show nốt cái... ok. Tắt rồi nhé. Mình show nốt lại cái này vì lần trước nhanh quá. Các bạn không biết mình phải quay lại mấy cái này mấy lần. Chỉ vì... chỉ vì mấy cái lỗi này.
Nãy thì tầm bỏ qua đó, thử hầu hết mình lại phải quay lại. Xong hết rồi đấy. Giết. Easy. Mẹ. Lên cấp cũng nặng lên rồi. Ngoài cái team 1 ra kìa mày. Và xong. Chương 5 không battle. Hợp lý. Đến mình cũng thấy thương.
Vậy là xong. Lần này thì upgrade đúng rồi. Đây là phần chất lượng đất này. Nói thế cứ pen hơn nất đúng rồi. Đây ta sẽ có nguyên liệu rồi, nâng sẽ cho mấy cái bị động hoặc là skill bị động hoặc kỹ năng. Mình phải tránh kiểu nói nửa tay người ta đi. Mình sẽ minh họa ăn luôn. Cái upgrade này không tăng stat. Khi mà một cái này. Gần như mình nói về sau mấy cái sách loại 2 với 3 sẽ cần nhiều lắm. Không nên dùng một quyển nào nâng cấp cả. Nâng loại 1 thì được. Đây lúc đó bắt đầu hiếm đi này. Thôi mình cứ đầu tư cho mù trước á. Cái mảnh Chris này là cần nhiều nhất này. Còn cuộn giấy thì cuộn vàng là cần nhiều nhất. Cuộn vàng, cuộn rồng. Có ai kiểu gì nữa. Wow, vừa đủ này. Trên tài khoản chính của mình thì mình nâng full Romu rồi. Awaken Name Vibrex in hand, nâng hết rồi. Có mỗi cái upgrade này mình chưa lên được rank 5 chỉ vì thiếu sách ấy. Ok, tập 4 là con 3 phần. Sao mình đã quên được nè. Rồi. Khoảnh khắc này nè. Để xem nào. Chưa được. Ok. Mình phải lấy được skin Yomu mới kết thúc tập này được. Ok. Yes. Mình nghĩ là đủ rồi. Yes. Đây tài khoản phụ mà. Mình mừng chỉ mừng thế là cùng. Còn đi này, ta vừa đủ. Đừng mình không hứng roll thêm nữa. Mình có cà phê rồi. Yes, đây. Ấy. Yeah boy. Tháng sau là skin resin kìa vậy. Vậy phần 4 có 3 phần vậy. Đừng còn lâu mình mới quay tiếp được. Trong lúc đó mình sẽ làm 2 tập này. Ai biết nếu story của event tiếp theo không nảm lắm thì biết đâu mình sẽ nảm. Vậy what the fuck? Vậy chào các bạn rồi, hẹn gặp lại.
ra sân đi, what the fuck.